Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại chuỗi video Khánh Phi Home Channel. Giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đến từ thương hiệu Elica, đó là máy hút mùi Elica Majestic BLA90. Hãy cùng Khánh Phi Home tham khảo những thông số chi tiết cho sản phẩm này nhé. Máy hút mùi áp tường Majestic dạng đứng với thiết kế trang nhã và đầy khí chất. Máy nổi bật với các thiết kế thép bóng và bộ điều khiển cảm ứng trên mặt kính. Chức năng hút mùi kép từ bộ hút trung tâm và hông máy, còn gọi là cơ chế hút kép. Nhờ có hệ thống no drop chống ngưng động hơi nước tiên tiến, máy được trang bị lưới lọc nhôm nhiều lớp, bộ lọc than. Sản phẩm hiện có hai kích thước, chiều rộng 600 và 900 mm, nhân chiều sâu 162, nhân chiều cao từ 1045 đến 1465 mm. Đèn LED 2 x 2,5W, điều khiển cảm ứng 3S cộng B, gồm 3 tốc độ hút, lực hút 690 mét khối 1 giờ, độ ồn 65 dB, tổng số hấp thụ 255W đến 300W, lưới lọc có thể tháo rời dễ dàng vệ sinh. Lưu ý, sử dụng baking soda và muối pha với nước nóng, ngâm tống lưới lọc để loại bỏ các chất dầu mỡ nhanh chóng. Khánh Phi Home đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015 và được Elica chứng nhận là đơn vị phân phối sản phẩm Elica chính hãng. Và các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá thành khi mua các sản phẩm của Elica tại Khánh Phi Home nhé. Nếu các bạn quan tâm, hãy ghé ngay các cửa hàng của Khánh Phi Home để được trải nghiệm sản phẩm hoặc truy cập website khanhphihome.com.vn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Hãy like và subscribe để tiếp tục cùng Khánh Phi Home Channel theo dõi nhiều sản phẩm tuyệt vời hơn nữa nhé. Xin chào và